Dạ vâng, xin được đồng nhiệt chào đón sự diện của các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể quý vị. Chúng ta lên diện trở về với trung tâm khán phòng tư gia gia đình nhà chú Ngọc Long. Chúng ta tổ chức sự kiện âm thanh ánh sáng ánh sao đêm để cùng đến với chương trình giao lưu văn nghệ mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019. Lời đầu tiên không biết nói gì hơn, cho phép MC Văn Tuyến xin được gửi tới các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể quý vị với lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Dạ vâng, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể quý vị trân trọng và kính mến. Có lẽ rằng trong buổi tối ngày hôm nay là một buổi tối hết sức là ý nghĩa và tuyệt vời. Thì những cái đặc chương trình chúng tôi, trung tâm tổ chức sự kiện âm thanh ánh sáng ánh sao đêm với tiếng nói của biên tập viên chương trình MC Văn Tuyến trở về từ quê hương Trại Cầu thân thương đất mẹ, rất là vui và vinh dự được hiện diện tại trung tâm nhịp cầu sân khấu của gia đình trong buổi tối ngày hôm nay để cùng đồng hành với tất cả quý vị trong chương trình giao lưu văn nghệ mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019. Kính thưa quý vị, có lẽ rằng buổi tối ngày hôm nay thật sự là một buổi tối hết sức là ý nghĩa và tuyệt vời với thời tiết rất là ấm áp của mùa xuân và đặc biệt với không khí tất bật của cầu xuân mới 2019. Thì quý vị đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình và di chuyển những bước chân hạnh phúc của quý vị trở về với trung tâm khán phòng của gia đình trong buổi tối ngày hôm nay để cùng đến với chương trình giao lưu văn nghệ mừng xuân mới Kỷ Hợi 2019. Và đặc biệt là chúng ta sẽ cùng nhau ngồi lại đây để nhìn lại một năm 2018, một năm đầy muộn phiền, đầy lo toan, cũng như là đầy những niềm vui, niềm hạnh phúc và những thành quả của quý vị gặt hái trong năm 2018 cũng đã chính thức khép lại. Và với tinh thần và tâm thế để chào đón xuân mới 2019, một mùa xuân được cho rằng có rất nhiều khởi sắc. Kính thưa quý vị thân mến, và đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay thì chương trình giao lưu văn nghệ và trung tâm tổ chức sự kiện âm thanh ánh sáng ánh sao đêm tổ chức với một tinh thần hợp tác, phát triển và bền vững. Bởi vậy chúng ta hãy cùng dành cho nhau một điều gì đó thật là tuyệt vời, một nụ cười thật tươi, một những lời chúc tốt đẹp nhất của quý vị và một tràng hoan thanh thật lớn nữa của quý vị. Vâng, xin mời ạ. Dạ vâng ạ, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, kính thưa toàn thể các cô bác anh chị đang hiện diện tại trung tâm khán phòng của gia đình trân trọng và kính mến. Những lời ca, những tiếng hát, những câu hò, đó là một món ăn tinh thần không thể thiếu được đối với người Việt Nam của chúng ta trong cuộc sống đầy ý nghĩa của đời sống văn hóa tinh thần. Bởi vậy trong buổi tối ngày hôm nay, những lời ca, những tiếng hát, những câu hò và đặc biệt những tiết mục của quý vị biểu diễn trong buổi tối ngày hôm nay thì nó sẽ góp phần làm cho chương trình giao lưu văn nghệ buổi tối ngày hôm nay thêm phần vui tươi, thêm phần trang trọng, thêm phần ý nghĩa và đặc biệt là thêm phần thành công hơn nữa. Bởi vậy những đặc chương trình chúng tôi xin được đỡ lời cho trung tâm tổ chức sự kiện âm thanh ánh sáng ánh sao đêm xin được nhân trọng kính mời toàn thể quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các cô bác anh chị, những cây văn nghệ của chúng ta với những giọng ca vàng, những giọng ca truyền cảm, chúng ta hãy cùng chuẩn bị cho mình những ca khúc, những tiết mục, những lời ca tiếng hát của quý vị để cùng chung vui chung vũ dự với chương trình giao lưu văn nghệ buổi tối ngày hôm nay. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, và có lẽ rằng là trong khi chờ đợi tất cả những lá thư yêu cầu, những bản nhạc của quý vị trở về với chương trình thì ngay sau đây MC Văn Tuyến xin được gửi tới toàn thể quý vị với một ca khúc hết sức là ý nghĩa và quen thuộc của nhạc sĩ Hoài An với ca khúc được mang tên Câu Chuyện Tàu Tập. Xin mời quý vị cùng thưởng thức và cùng đón nghe. Và với ca khúc này thì Văn Tuyến xin được gửi tới toàn thể quý vị đại biểu, các vị khách quý với những lời chúc tốt đẹp nhất. Xin được kính chúc quý vị với một năm 2019 đa tài, đa lộc, đa phú quý và đắc phúc, đắc thọ, đắc vinh quang. Vâng, xin kính chúc quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Trên đường đi lễ xuân đầu năm,
Phò hoa ôm lâm ruột rối tư tâm. Năm mới nhiều ước mong trần hầu, mây nhiều rồi ít ngóng trông, vui cùng bao bầu diều. Xin gần quyền kết chặt tình thân, biến thành đồng nhất vân quân. Năm nay chẳng không tình buồn, xuân mang niềm tình tới, bao la muôn yêu mới, như hoa mai nở mới tươi. Đón xuân trên mọi một lời nguyện xin chớ quên. Xuân mang niềm tình tới, bao la nguồn yêu mới, khi hoa mai nở mới mới. Đón xuân trên mọi miền, viết thăm bạn hiền một lời nguyện xin chớ. Mong đầu năm cuối năm gần mây, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy. Trên vững đường danh lời đồng bầy, duyên mưa đẹp đi đắp xây, ôm tàng xuân đẹp vào hay. Xuân mang niềm tình tới, bao la muôn yêu mới, như hoa mai nở mới mới. Đón xuân trên mọi miền, viết thư thăm bạn hiền một lời nguyện xin chớ quên. Xuân reo lòng xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy niềm vui. Xuân trên mọi miền, viết thư thăm bạn hiền một lời nguyện xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm gặp gia đình luôn hạnh phúc sum vầy. Trên bước đường danh lời phật mình, duyên mưa đẹp đi đắp xây, ôm bạn xuân đẹp vào tay. Trên bước đường danh lời phật mình, duyên mưa đẹp đi đắp xây, ôm bạn xuân đẹp bao.